Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải Tặc Đại Chiến Huyền Thoại Hải Tặc nha anh em. Và hôm nay sẽ có cốt mới nhá. Đây, mình sẽ lấy chuyện cốt cho anh em ha. Anh em sẽ đợi mình một xíu. Rồi anh em, cốt mới thì đó là cái cốt vừa hôm qua có cái sự kiện đó chính là live stream anh em ạ. Thì tặng cốt mới, có nghĩa là tướng mới ra mắt sẽ tặng cốt mới luôn anh em. Đâu nhỉ? Đây đây đây. Đại chiến, Hải Tặc Đại Chiến à, hôm qua live stream. Và đây, đây là cái cốt đây anh em. Cốt đây nhé. Và chúng ta sẽ có quà gì, chúng ta cùng đợi xem nhé. Chúng ta sẽ vào trong cái sự kiện này, ấn vào ưu đãi này. Và chúng ta sẽ ấn vào cái phần đó chính là đổi quà gift code nha anh em. Đấy, ấn ok. Rồi, phần quà của chúng ta sẽ là 20 cốc bia dương quà ngẫu nhiên có thể ra được billet anh em ạ. May mắn thì có thể ra được billet. Nhận tất nha anh em. Khá nhiều game, khá nhiều su siêu cấp. Ok. Dép riêng các thứ rất là nhiều luôn. Thoải mái luôn. Chúng ta có khá nhiều mấy cái tướng linh tinh anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái hòm này ra. Hy vọng sẽ có billet. Wow, 100 xu quay luôn, ngon thật sự luôn ấy. Thế 100 xu quay này là cực ngon luôn anh em. Bây giờ tôi sẽ có mấy thùng bia nhỉ? Đủ 150 thùng bia chưa? Chắc là đủ đấy anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ có thể quay thêm cái xu quay cái này. Cái này sẽ kiếm chúng ta thêm cốc bia và xu quay anh em nhé. Đấy, xu chúng ta sẽ cần ăn thêm một lần xu nữa anh em ạ. Mình đang cần ăn một lần xu. 1, 2, 3, 4, 5 à. Thôi, cái nào để lúc nào. 1, 2, 3, 4. Ok. Cái nào mà có 6 ấy, thì chúng ta đi tối đa cho nó đã anh em ạ. Tội gì đúng không? Đấy, nó vẫn nâng cấp lên mà. 2 à. 1, 2, 3, 4, 5. Đi cũng được, mà không đi thì cũng chẳng vấn đề gì. Đấy, tôi toàn vào đây mà anh em. Chúng ta sẽ cần kiếm thêm 20 thùng bia nữa ở trong cái sự kiện này. Đó chính là 150 điểm sao anh em ạ. Vãi cả đạn, bị quay lại khởi điểm ban đầu ạ. Thôi kệ, nâng cấp cái kia lên cũng được. Đấy, lại có xu. 10 xu một lần đấy anh em ạ. Cái này khá là nhiều. Chúng ta có thể tiêu để lấy cái xu này được anh em. Cho lấy cái xúc sắc để mình quay cũng được. Thoải mái, đi rất nhanh luôn là khác. Chúng ta còn 61 xu, 61 vòng quay à. Mình cần 150 sao anh em ạ, mới được còn 50 sao. Còn rất là lâu nữa. Đi lùi. Vãi cả đi lùi. Giảm một ô bất kỳ, khá đen nhỉ. Lên mãi được 3 mà lại giảm ô bất kỳ. X2, ok. X2 1 thì được là 2 thôi, chứ có được nhiều đâu. 75 đấy anh em. Cần 150 anh em ạ. 150 thì ta sẽ được 20 thùng bia. Một cái dương ạ. Dương quà tự chọn sẽ có thêm được 20 thùng bia hoặc là 50 xu quay siêu cấp anh em. Cái gì đấy? Ngọc à? Mình chỉ cần ăn cột mốc là 150 sao thôi anh em ạ. Chẳng cần nhiều đâu. Mình nghĩ là thế. Rồi đi phát về về luôn nhà anh em. Ảo ma thật sự. Cái 94 à? 94 thì cũng hơi khó đấy nhờ. 99 thôi. 104 rồi anh em ơi, cầm 150. Chẵn, máy quá chẵn. Lẻ của đấy là chúng ta sẽ toàn 1, 2, 3, 4, 5, 6 à. Ok anh em, 6 luôn. Đấy, đi thế cho nhanh. Tội gì đúng không? Vào phát luôn ạ. 2 2 này, 4 này, 6 này. Ok. 124 rồi. 124 rồi anh em ạ, tôi đang cần để
Tôi đang cần thêm bia để 150 thùng bia tiếp anh em nhá. Và có thể ra được thêm một billet và có thể ra được hai billet nếu mà may mắn. 150 đấy, mình nghĩ là đủ đấy anh em. Quá thoải mái luôn. Thoải mái con gà mái luôn. Ok, 154 rồi. Kiếm thêm được 20 thùng bia nữa. Quá ngon. Hết nha anh em. Cho ăn được cột mốc này. Bây giờ lại cố gắng lên mốc bao nhiêu? Mốc 300. Mấy cái mốc trên này thì mình không khoái lắm đâu. Có thì cũng được anh em ạ, mà không có thì thôi cũng chấp nhận. Vòng quay tôi lại có thêm khoảng 100 à. Tôi cần 320 cái xu đấy anh em nhá. Rồi, chắc chắn là tôi sẽ đi có thể chiêu mộ rồi anh em. Chiêu mộ nào? Ơ sao 143 nhỉ? Ở đây nhận thêm 20 thùng bia và thêm một cái hòm. Dương Billet may mắn thì có thể ra được nhá. Mình sẽ kiếm thêm mình sẽ kiếm đủ 300 thùng bia nhá để ăn ha. Đây là mở cái Billet ra trước này. Lại thêm 100 xu cũng được anh em ạ. Đâu nhỉ? Cái hòm cái đây đây. Chúng ta sẽ chọn để chọn một vật phẩm. Ok anh em. Sau khi mình bỏ qua cái đoạn đó chính là quay kim cương thì mình ta đến cái đoạn quay thùng bia nha anh em. Cho nó có hơn 200 chứ được lo NW này. Và không được con gì cả. Mình sẽ cần quay tầm khoảng 280 thùng anh em ạ. Mình cứ quay cái này đã để lấy cốc bia đã nhá. Xong rồi tính sau. Đó. Momonga, ông này là phó đốc. Cái gì nữa? Cố gắng thêm một đấy nào, Luffy Wano hoặc là Zoro Wano nào. Hoặc là Billet càng tốt. Sanji ạ, Sanji này thì khá là cùi anh em ạ. Tanshigi cấp A, Cavendish cấp A, Chopper cấp A, Luffy cấp S. Đùa thật sự luôn. Urok. Con gì đây? Trời ơi. Fujitora. Con này bây giờ đúng là vứt sói anh em ạ. Con này yếu lắm, không ai đánh luôn. SS cùi mía này. Để làm trưng bày thôi anh em ạ. Meta mới rồi. Ok. Ăn sướng nhờ anh em. Gladius. Rất là tiếc cho anh em nào mà không tích bia ha. Quá đáng tiếc luôn. Ivankov. Ok. Tashigi. Ngon nghẻ đấy. Chẳng ngon gì đâu anh em ạ. Toàn con cùi à. Urok. Toàn con cấp S ạ. Có cả cấp A nữa. Còn Luffy cấp S. Tôi cần Luffy Wano cho Luffy cấp S. Chịu. Luffy Gear 2 ạ. Xỉ quá. Cùi rách quá. Akainu. Chó đỏ. Con này mình ghét nhất luôn anh em. Rồi anh em ạ. Đã đủ rồi nhá. Mình ăn đủ đấy. Ăn đủ bia đấy. Uống đủ bia. À chưa đủ, chưa đủ. Mình còn thiếu khoảng 670 thùng bia nữa. Rồi cho kiếm thêm được khá nhiều cái bánh lái anh em ạ. Khá là ngon. Rồi bây giờ mình đã đủ cái này để đi lấy cái dương bảo vật ngẫu nhiên và quyển SS tùy chọn trừ hệ hiếm nha anh em. Lần đầu tiên mình đi được cái sự kiện đi thuyền này nhá. Cái này mình sẽ kiếm thêm được khoảng 10 thùng bia nữa ở cái mốc 40 bước à. Ngon thật, sự kiện này thật sự là ngon. Và mình đi rất là được dài anh em ạ. Trước giờ tôi đi được đến tận cuối cùng như này mà không nạp à. Game này thì anh em chăm chỉ gọi là cấy cuốc các kiểu vào thôi là được. Cốt kia thứ đấy. Tôi được một cái hòm rất là ngon kìa. Và quyền tự chọn SS trừ 2 hệ hiếm nhá. Rồi chúng ta kéo xuống mở cái này ra. Cầu mong bảo vật xịn. Ui, bảo vật nhẫn kim sa. Hệ là hệ sinh khí ạ. Mình có con nào có sinh khí là con bất ghi ạ. Và mình lại đủ rồi, đủ 70 thùng rồi. Dồn tất cả các thứ, bia bùng, bia bọt các thứ. Rồi mở tiếp nha anh em. Zabra. Ok anh em, quá ngon. Bao nhiêu công mình cày cuốc tích chữ đấy anh em ạ. Thì mình lên được đấy nhá. Rồi 11. Frankie, Cavendish, Luffy. Tôi không được thêm con nào đủ đấy anh em. Cần 60 thùng là đủ rồi. Đấy, như vậy tôi cần thêm Billet nhá. Và như vậy mình đã đủ số lượng Billet rồi. Bây giờ mình cho lên 10 sao nhá. Đấy, tôi cần thêm một tướng 6 sao và hai Billet, một tướng 9 sao. Lên rồi. Hoàn hảo luôn anh em. Đấy, ok, bây giờ lên khỏe vãi cả đạn. Cho cầm luôn cho Billet cái nhẫn kim sa tạm thời thế đã anh em ạ.
Haki thì chưa có nhá. Đấu sĩ thì mình sẽ nâng cấp một ít linh tinh lên cho nó đỡ yếu quá nhỉ. Yeah. Thường kia yếu quá thì không ổn lắm. Có thời gian thì ngồi nâng cấp từng tí một anh em ạ, nhưng mà không có nhiều thời gian lắm nên thôi, cứ từ từ thôi mà nâng thôi nhá. Buless SS. Đấy. Ngon đấy. Nhưng mà hình như là chưa bắt cấp hay sao ấy nhỉ? Chưa bắt cấp anh em ạ. Mình hết cái nguyên liệu rồi. Tôi đang tìm thêm một ít cái nguyên liệu nữa mà không có. Có mỗi cái đá EXP 5 giờ thì không đủ rồi. Mình sẽ vào cửa hàng mình mua khoảng mất 30 m vàng, đổi ra 20 triệu cái nguyên liệu. Này để cho lên cấp thôi, thiếu nhiều vãi. Đấy, Buless 10 sao anh em ạ. Chất lượng nhỉ. Thật sự quá chất lượng với Buless luôn. Không còn điểm gì để chê nữa. Bây giờ mình sẽ đi test thử một xíu Buless nha anh em, xem sức mạnh của ông ta như thế nào. Trước là cái leo độ thần này rất là khó khăn, nhưng mà từ khi có Buless vào cái là bá đạo vãi cả đạn luôn. 10 sao đấy anh em. Chắc là cho ông lên tăng cơ là đẹp, cho Zoro xuống là đẹp hơn. Đấy, người đổi màu ấy. Kinh phết, team mình hiện tại cũng khá là theo meta đấy. Nhưng mình không có Uta, không có ấy thôi, không có con Yamato thôi. Có lẽ là sẽ phải thay một vài con. Bây giờ khỏe quá rồi, đánh nhau với đống Fujitora kia thì đỡ nào được. Victory chiến thắng liên tục anh em ạ. Quá là khủng khiếp luôn. Rồi, ok, và xin chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em.